như phong thủy, ai có cùng gu sao tổ, xác suất khả năng sau này giàu cao. Dạ, đầu từ đến chiều giờ nhưng trước tiên lọt đốt sống cổ rồi. Chào từ từ đến, đúng không? Nhưng khi nó lọt đốt sống cổ thì nó có khả năng bị chè mạch máu. Và hồi nãy các chị thấy đoạn video đó có một cái rất là quan trọng, đó chính là ông này, đó là nội tiết tố. Vậy thì nếu như máu mang nội tiết tố lên kích thích tiếng yên, sản sinh ra hormone buồn ngủ, nhưng nếu máu thiếu, máu lên không được, ông này không xuất hiện, có nằm cả đêm cũng không ngủ được. Mà cuộc đời này đau khổ nhất là chị em phụ nữ chị dễ có ngủ hơn đàn ông mới ghê chứ. Đàn ông vô nằm cái ít ngủ, còn mấy chị ngồi đó canh ông ngủ tức không. Ông vô cái ngủ khò liền, ông bỏ tôi. Sáng hai chồng thì có vợ mà cũng sáng hai chồng cái độ như nhiên, đúng không? Cái đồng bạo hết, tại vì ngủ được bạo. Ông hiên vô ngủ bỏ tôi hiên, ông vô ngủ liền hiên, bỏ tôi hiên, trận bữa nay không có cơm luôn. Cái ông hỏi, ủa không lẽ bà mất ngủ tôi mất ngủ theo hả? Đúng không, đúng không? Có phải vậy không? Sức kỳ trên đây. Và một điều các anh chị, đây là một cái điều rất là quan trọng, đó chính là giấc ngủ. Giấc ngủ chính là liều thuốc trường sinh để phục hồi tổn thương cơ thể. Không có cái nguyên liệu nào mà chỉnh sửa được nếu chúng ta không ngủ. À, vậy thì để tạo được máu cái gì? Đó là hai từ tạo máu. Yếu tố đầu tiên là phải có nguyên liệu rồi. Mà nguyên liệu sẽ trở nên vô nghĩa nếu người này không ngủ. À, vậy nếu hôm nay một việc đầu tiên rất là quan trọng, anh chị nhất trí tạo máu, nếu người này nó có quy luật gì nè, thiếu máu thì mất ngủ, mà mất ngủ thì thiếu máu, mà thiếu máu thì mất ngủ, mất ngủ thì thiếu máu. Thấy biết đời không? Vậy bây giờ làm sao? Bắt đầu vô trong lớp học này, mấy ông này kêu nói muốn tạo máu về ngủ. Nói tôi ngủ được, tôi cần ông Hậu nói à. Đúng không? Tôi ngủ được, tôi đứng đây tôi đợi ông nói à. Tôi ngủ rồi. Vậy hôm nay máu lên não không được, dinh dưỡng này không phải để tạo máu cho những người đang mất ngủ, mà dinh dưỡng này thời điểm này là một nhiệm vụ, đó là hỗ trợ thần kinh. Bởi vì mất ngủ có rất là nhiều dạng các anh chị. Có nhiều người mất ngủ là do thiếu máu, nhưng có nhiều người mất ngủ là do thiếu oxy. Và người lớn tuổi đa phần rơi vô chỗ này. Đó là gì? Làm sao biết được một người lớn tuổi mất ngủ do thiếu oxy? Trước TV thì ngủ gà ngủ gật, vô trong mùng không chịu ngủ, đúng không? Và cái đau khổ nhất là thằng ăn trộm nào nó canh đúng ngay cái người cô bị thiếu oxy, không bao giờ ăn trộm được, tại bạn ngủ được đâu bạn trộm. Tức là cái người thiếu oxy thì rất là khó đi vào giấc ngủ và ngủ không sâu, đúng không ạ? Và có những khi mà chỉ đi hỗ trợ thì có những người chú nói tội nghiệp lắm con ơi, cô ngủ không được, tới giờ cô ngủ là gia đình phải im phăng phắc hết, nói chuyện mà bắt tivi là bả ở trong buồng bả quạo phải bả ngủ không được. Tức là cái người lớn tuổi mà thiếu oxy này nè thì người ta làm cái gì cũng hay hết, chỉ có duy nhất một thứ là ngủ không được. Thấy đau khổ không? Vậy thì đưa đúng canxi vô vị trí là ổn định được thần kinh, ngủ sâu hơn. Rồi có một số chị sẽ nói sao thôi, con tôi nó học bài dở quá, nó học không có tập trung, có khi nào nó giống ghen giống cha nó không, có sao chị ngu như cha nó. Thấy không? Tội nghiệp không biết tội nghiệp con nó không, tội nghiệp thằng cha, tại vì con luôn chửi luôn cha. Thấy tội nghiệp cha không? Rồi bây giờ nè, ủa đôi lúc mình cũng không có tập trung mà, đúng không? Vậy thì mình chỉ yêu cầu con mình học giỏi, nhưng mình không biết cách để cho con mình học giỏi, bởi vì con mình đâu tập trung. Vậy thì các chị đây nè, giúp
cho đây, những chất giúp cho tập trung nè, đây, những chất giúp cho cơ thể tập trung được, một là B, hai canxi, ba omega 3 và protein. Đó là bốn chất này giúp cho mình tập trung tốt hơn. Và khi ngủ thì hệ thống thần kinh phải ổn định mới ngủ được. Người thiếu canxi, người ta cười cũng giật mình sao ngủ. Người thiếu canxi, người ta giỡn giật mình. Làm sao biết được người thiếu canxi? Khiều cái cô là đờ mò liền à. Đờ mò liền Cái cô cái đầu chửi vợ không? Là gì? Tín hiệu thần kinh không tập trung được, cho nên không ngủ được. Thật ra đây là những biểu hiện. Chỉ đang nói thật ra thì tôi cũng chả biết bài máu là gì, tôi cũng chả biết dinh dưỡng là gì. Cái tôi đang muốn là giải quyết những bất tiện trong cuộc sống của gia đình tôi. Cái đó chúng ta cần hơn, đúng không ạ? Vậy thì những cái điều rất là cơ bản đó, vậy thì làm sao? Vậy thì đa phần những người lớn tuổi do thiếu chất này mà làm cho cuộc sống bị xáo trộn. Xáo trộn từ việc nhức chân, xáo trộn tới giấc ngủ, xáo trộn tới cái việc tập trung làm việc mỗi ngày, đúng không ạ? Cho nên đưa được những chất này vô thì ngoài những chất đó để ổn định được thần kinh, rồi sau đó giúp vị trí là nằm cái gối, nằm nếu thật sự bị mất ngủ thì đừng có nằm cái gối cao mà nằm cái gối thấp và nằm đúng hai cái huyệt chỗ sau lưng này. Nếu ai bị lệch đốt sống cổ thì đi lại một cái chỗ nào đó, người ta có được một cái nghiệp vụ chuyên môn sửa cái đốt sống cổ lại, đó là việc làm đầu tiên. Theo các chị, lệch đốt sống cổ uống loại dinh dưỡng nào hết? Hả? Có phải là lệch đốt sống cổ nó mới dẫn tới bị mất ngủ không? Vậy mất ngủ do lệch đốt sống cổ uống loại nào hết? Hả? Chắc dinh dưỡng nào mà uống hết cái dinh dưỡng cũng dữ à? Đúng không? Bởi vì sao đó mình phải chỉnh lại cái. Nhưng mà chỉnh dễ lắm, các chị đừng lo. Nhưng nếu để lâu ngày dẫn tới bị thói quá đốt sống cổ nha. Lâu ngày vì sao? Làm sao được biết nè, mỗi vai, một cái tê cái tay này, mỗi dọc hai cái này thì có nguy cơ bị trục trặc ở đốt sống cổ, đúng không ạ? À? Nhiều không? Ai mà bị đang mỏi cái vây gái, đang mỏi cái vùng cổ, đang lối cho gió tới mà đốt sống cổ bình thường, quất thằng này đủ vô cho trí là hết. Trong cuộc sống hôm nay có thể thiếu nhiều chất, nhưng mà chất không thể thiếu được trong cái sức khỏe của cơ thể chúng ta, đó là canxi. Các chị ngày xưa chứ đâu có biết đâu, ngày xưa chứ đến môi trường này chứ đâu phải là những người có sức khỏe liền đâu. Nhưng mà sau đó chị chạy xe gắn máy xong hết, mình đi lúc đó chị đi từ Bạc Liêu lên Cần Thơ một cái là sau lưng cái chỗ gió tới này nó lối, nó thốn, nó nhức. Mình nói trời đất cái trời, không mát xa ngủ không có được. Có ai mà ấn cho mình chỗ này cái mình ngủ nó sướng. Nhưng mà cuộc đời này đâu có dễ ăn vậy. Mình giúp ta được nhưng mà ta giúp mình nó khó lắm. Nhưng sau đó chỉ đến lớp sức khỏe chỉ biết là canxi nó thiếu thì nó dẫn tới cái biểu hiện đó. Trời ơi, sau đó chỉ uống điều và bây giờ đây là thần dược của chí này, đây là phù hộ mệnh của chí này đó. Và cái viên sắt xám này nè, cái viên sắt xám này là cái viên canxi đó. Và mỗi một ngày, dạ báo cáo cả nhà mình là chí chưa đẻ ngày nào, các chị tin không? Chí cũng chưa mất máu ngày nào, nhưng với chí mỗi ngày chí đang cần 10 viên canxi. Vì sao? Vì canxi nó giống như là một phân chất của xăng vậy đó. Nếu cái lượng xăng mà chúng ta chạy từ đây Sài Gòn nó sẽ khác lượng xăng chúng ta chạy từ đây về Vĩnh Long, khác không? Khác không các chị? Thì canxi là một khoáng chất, nó giống như cái cách chúng ta dùng xăng cho chính cái phương tiện chúng ta như vậy. Đó là khoáng chất để cho cơ thể chúng ta hoạt động. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là nếu chứ không muốn mà chứ làm việc nhiều thì sao? Canxi đó nó lấy xài, lấy trong xương thì lâu quá lõm xương thôi chứ có gì đâu mà sợ. Nghiên cứu rồi, lớn tuổi chút xíu
loãng xương thì không có chuyện gì phức tạp hết, chỉ có đêm ngủ nó nhức thôi à. Đêm ngủ nhức nó dễ chịu không? Ai ngủ mà phía mà phải duỗi duỗi vậy nè, phải duỗi duỗi mới ngủ được, canxi bước vô là hết. Các chị sẽ thường xuyên bị cái đó. Tại vì bữa nào mà bà xã chỉ quên nếu muốn canxi là bữa đó chỉ phải ngồi dậy, chỉ phải massage cho vợ xong vợ mới ngủ được. Cho nên cái việc mà để 11 giờ đêm không phải massage thì ba ngày phải nhắc vợ uống canxi. Đặt được cái trời, chỉ muốn giờ ngủ được đó, nằm cái bên đập đùng, đùng, đập chân phải, đập chân trái thôi, dậy massage thì ngủ được. Đó, vậy đó các chị mà tự nhiên massage cũng vợ chồng hạnh phúc mà. Chuyện động trời vậy đó. Việc đầu tiên nè, rồi, việc đầu tiên là massage thủ công, kích máu lên não và đừng mong cầu rằng ngủ dễ quá, vốn mình mất ngủ rồi, bữa nay mình massage xong ngủ thêm được một tiếng đã là thành công, đúng không ạ? Cái cách của mình cải thiện không phải dạ hôm nay em đang mình mất ngủ cái ngày mai hết kỳ đó, nó giống cái người bệnh mất ngủ thật sự nha, đưa dinh dưỡng vô ngủ được một giờ đã là hạnh phúc rồi. Có người đưa dinh dưỡng vô nó bị chỉnh sửa thần kinh không ngủ luôn. Chứ mình nói dinh dưỡng hiệu quả nó không, nó đã chỉnh sửa thần kinh lại. Chị làm sao dỗ được cho cơ thể ngủ được dùng em. Rồi, có nhiều người mất ngủ động trời lắm cái trời. Các chị có tin đó là gì? Đâu rồi? Bệnh mất ngủ không phải thiếu dinh dưỡng mà bệnh mất ngủ tin không? Ghệ xù mất ngủ không? À, ghệ xù mất ngủ à? Bị giật hụi mất ngủ không? Mấy chị? Mất ngủ không? Hả? À, làm xuống hết giật mấy triệu, mấy trăm triệu một cơ. Mất ngủ. Đúng được không? Thường thường mới cái điện đó. Đúng không ạ? Và 10 ngày bị khủng hoảng tinh thần thì sau đó chính thức bị bệnh về thể chất. À, 10 ngày mất ngủ vì tinh thần nhưng mà sau đó thể chất chính thức bị bệnh ngủ. Những trường hợp đó buông bỏ được tinh thần thì sau đó đưa dinh dưỡng vô mới cải thiện các chị nha. Rồi, cái việc giúp vị trí là thể dục, vận động rất quan trọng. Hôm nay vận động là việc giúp cơ thể đào thải, vận động là giúp cơ thể cân bằng và vận động giúp cơ thể tiết ra được hormone là tiết tố tốt hơn. Hôm nay thầy cũng chỉ nói một điều là gì? Đừng có đi tìm cái phương pháp thần y gì cả. Chỉ cần làm vị trí một việc, đó chính là suy nghĩ tích cực, giấc ngủ đúng giờ, vận động và sau đó đưa dinh dưỡng cho vị trí cả, đúng không? Thấy không? Trời ơi trời, cuộc đời thì may mắn, rất là may mắn, chị đang khối u lành đó, chị phải cảm ơn nó bởi vì nó đã chấp nhận chị và nó sống với chị yêu thương nó đi. Chị xem nó là một phần trong cơ thể của chị đi. Tại sao chị có thể yêu thương cái tay, cái chân, con mắt mà chị không yêu thương được khối u vậy trời? Chị yêu thương nó đi thì cuộc đời hạnh phúc. Chứ nó từng biết, yêu luôn đi. Đúng không? Vậy thì khối u không thay đổi, nhưng thái độ thay đổi thì cuộc đời thay đổi. Khi mà chị thấy cái lớp sức khỏe của thầy của chị, thành công lớn nhất không phải là bán được bao nhiêu dinh dưỡng, mà thành công lớn nhất đó chính là chúng ta giúp nhau có một suy nghĩ đúng trong cuộc đời này, đúng không ạ? Chúng ta biết cách để làm gì, bởi vì sao? Bởi vì cái thân này nó có khỏe nhưng nó không trị được cái đầu, mà chỉ có cái đầu khỏe thì mới trị được cái thân, đúng không ạ? Cái đầu chúng ta suy nghĩ tích cực thì nó mới nuôi dưỡng được cái thân. Vậy cái liều thuốc đầu tiên mà thầy của chị nói đó chính là lấy một cái suy nghĩ tích cực với một cái lòng biết ơn để nuôi dưỡng được cơ thể này. Đó chính là cách để chúng ta có cơ thể khỏe mạnh nhất. Được không các chị? Rồi. Cái nữa đó là thể dục. Dù bận mấy, dù có bận cỡ nào, hãy cho cơ thể mình một khoảng thời gian để cân bằng được nó. Hôm nay các chị đừng phó thác cho cái này. Cuộc đời này sai lầm nhất khi chúng ta phó thác hết cho bác sĩ. Và sai lầm lớn nhất là phó thác hết cho chúng ta.
vậy, khi chúng ta phó thác như vậy, chúng ta có tiền để trả đủ hay không? Không đâu các anh chị. Và đừng bao giờ phó thác cho hết cho cái này, bởi vì cái này nó sẽ có giá trị khi chúng ta hiểu nó, đúng không các anh chị? Khi chúng ta hiểu được cơ thể, chúng ta hiểu được dinh dưỡng và chúng ta hiểu được những điều cần để có cơ thể này khỏe mạnh, thì chúng ta mới làm chủ được cuộc đời của chúng ta. Và cái thứ tư đó là giấc ngủ. Hãy nhớ giùm chị một điều rằng, thật sự các anh chị biết là giấc ngủ, hãy ghi cho chị một câu, và câu này chị tô trong cái giấy, đó là liều thuốc trường sinh cho một cơ thể khỏe mạnh, đó là một giấc ngủ đúng giờ. Có nhiều người nói, chị ơi có giúp chị được không? Sức khỏe chị tệ quá, giúp chị đi chứ. Chị nói vậy, chị ngủ sao? Chị luyện phim tới 3 giờ mới ngủ. Em lại chị. Chị em cũng dùng chị được không? Được không chị? Có thể chị sẽ mua dinh dưỡng dùng được, nhưng mà chị không thể nào suy nghĩ tích cực dùng được. Chứ không thể nào thể dục dùng được, mà chứ không thể nào ngủ đúng giờ dùng được. Đúng không, đúng không? Có nhiều người nói, dinh dưỡng quá tốt rồi, uống dinh dưỡng này sẽ hết bệnh. Nè, cái chuyện nè, nè, suy nghĩ. Cuộc đời này luôn luôn suy nghĩ tiêu cực. Nè, bây giờ nè, 2 giờ mới ngủ, 3 giờ mới ngủ liền phim. Các chị biết là các chị 3 giờ nằm xuống ngủ, các chị ngủ được không? Tới 5 giờ chưa ngủ nữa đó, tại nó quá giờ rồi, ngủ được đâu. Rồi vậy thì 3 giờ mới ngủ nè, vậy sáng có thể dục không? Có không? Rồi vậy thì tinh thần thì vui vẻ không? Vậy uống dinh dưỡng đi quỷ hoại thương hiệu của ta hay gì? Vậy là đàn của tao ơi, sao dinh dưỡng không hiệu quả? Nó uống dinh dưỡng mà hết bệnh, thế gian này đâu có người bệnh, đúng không? Vậy thì nếu hôm nay mình mà nói dinh dưỡng mà uống hết bệnh thì người giàu chắc ai cũng phải mạnh hết à? Giàu là khả năng kiếm tiền, nhưng mà khỏe mạnh thì do chính chúng ta phải biết vận hành cơ thể, chứ không phải tự nhiên mà khỏe mạnh cái gì à? Đúng không ạ? À? Bệnh tật có thể tự nhiên đến, nhưng mà để một cơ thể khỏe mạnh thì phải chủ động làm những điều để một cơ thể cần mới khỏe mạnh được. Rồi. Vậy thì hôm nay các chị máu này làm dùm chí 4 cái điều đó. Rồi đừng vội, nó cải thiện nhanh quá. Mỗi ngày chỉ cần cải thiện 1% đã là một dạng thành công. Mỗi ngày suy nghĩ tích cực một chút, vận động một chút, ngủ thêm được một chút, dinh dưỡng một chút, thì cơ thể này chính thức đã phục hồi một chút. Và liên tục như vậy, đủ được 3 tháng, chính thức cơ thể sẽ cân bằng trở lại. Đó chính là cách phục hồi cơ thể. Các anh chị hè. Dạ. Rồi. Thế thì đó chính là vai trò của máu. À, rất là cảm ơn anh Đào Khen. Nhìn đồng hồ, hôm nay chính chia sẻ bệnh tự miễn hôm nay. Ok. Rồi. Rất là cảm ơn Khen đã chia sẻ về xương khớp. Vậy thì các công chúa sẽ hỏi một câu là thoái hóa cải thiện được hay không? Các công chúa nào có hỏi không? Vậy là thật thông thiên. Rồi xóa bỏ chị. Chị sẽ nói xóa quá chút xíu. Vậy thì bây giờ nè, các công chúa sẽ nói là thoái hóa cải thiện được hay không? Bà nói này hay quá, sao chịu đưa vô bệnh viện đi? Đúng không? Thực tế không? Mình đưa cho bệnh viện đi chứ mình nói cơ này mà tại nè. Có nhiều người sẽ hỏi là bệnh viện sao không cải thiện được mà ở đây cải thiện được, đúng không, đúng không? Thực tế không nè, ví dụ như thoái hóa. Rồi thoái hóa gì cũng được bệnh viện nha. Thoái hóa đốt sống cổ cũng được, thoái hóa đốt sống thắt lưng cũng được, thoái hóa khớp gối cũng được. Có một cái từ mà mình nghe bây giờ nó nghe kinh khủng lắm, đó là hoại tử chọn xương đùi. Nghe xong nó chết rồi. Hoại tử xương chậu đó, đó hoại tử xương chậu đó, người ta dùng cái từ cho nó rất là y khoa, đó là hoại tử chọn xương đùi, đúng không? Rồi như vậy thì thoái hóa
một câu hỏi đặt ra là tại sao chuyên viên Khang nói hết? Vậy ai giúp cho thoái hóa hết? Dinh dưỡng hay mấy ông nói như này hay là bác sĩ? Ai cái gì? Cơ thể. À, hôm nay các anh chị, đây là câu mà trí học chiến thuật cực kỳ tâm đắc, đó là trí tuệ cơ thể hơn mọi loại bằng cấp. Vì sao? Rất là cảm ơn Tuấn, cảm ơn bác sĩ Tuấn đã nói cái chân lý. Và các anh chị sẽ nói một câu là gì? Vậy thì hôm nay các chuyên viên nói hết, các chuyên viên có cam kết không? Có cam kết không? Không mà, đây nè, em nói sự cam kết nè chị. Đây nè, có nhiều người hỏi, anh đồng chí có cam hết kết không? Nói hết không? Nói chị nghe em xong đi em mới cam kết. Đúng không? Nghe xong rồi bây giờ nè. Vậy thì thói quá này, chúng ta sẽ khẳng định với nhau đó chính là tổn thương. Có phải vậy không chị? Đúng không ạ? Thói quá là tổn thương đúng không ạ? Mình phải cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bệnh viện. Bởi vì bác sĩ bệnh viện đang ở một góc độ nào đó đang giúp chúng ta giảm đau, đang giúp chúng ta, không có chê bệnh viện được cái trời. Không có ngồi đây để đánh giá người ta nữa, mình không tư cách để đánh giá đâu. Nhưng mà thầy chỉ nói nè, khi chúng ta đang bị viêm nhiễm ở một nơi nào đó, chúng ta uống thuốc giảm đau là chúng ta đang tiếp tay cho căn bệnh trở nên nặng hơn. Nếu một vị trí đang bị thoái hóa nhẹ thôi, làm sao biết được thoái hóa nhẹ? Đó là mỏi bên gái, tê cái tay, mình uống thuốc giảm đau là mình đang tiếp tay cho cơ thể bệnh nặng hơn. Vì sao? Vì mình đã có tìm cách phục hồi mà mình tìm cách giảm đau nè. Khi uống thuốc là mình tìm cách giảm đau hay tìm cách phục hồi vậy? Hả? Tìm cách giảm đau hay tìm cách giảm phục hồi? Vậy mình giảm đau xong rồi tổn thương còn không? Còn không? Nhưng mà khi mình giảm đau xong rồi mình đi làm việc bình thường chưa? Thói quen cũ còn tiếp tục không? Còn không? Thiếu các cũ còn lặp lại không? Thì có phải mình đang tiếp tay cho cái nguy cơ bệnh này càng lúc nặng hơn không? Đúng không ạ? À? Cho nên thầy chỉ nói một điều là gì? Đừng trách người dân, hãy thương người dân nhiều hơn. Bởi vì người dân không biết cách để mình khỏe mạnh, chứ không ai không muốn cả. Đúng không ạ? À? Vậy thì do mình lại tìm cách để giảm đau, nhưng mình chưa bao giờ tìm cách để phục hồi cả. Đúng không ạ? À? Có phải mình tìm cách tới đây không? Vậy làm sao phục hồi được? Phục hồi được không? Được không? Được không? Theo những gì mà lãnh đạo Khang chia sẻ thì cái gì phục hồi được không? Được không? Được. Nhưng ai giúp cơ thể phục hồi? Ai? Khả năng của cơ thể. Vậy mình đi chia sẻ, người ta kêu mình cam kết. Cam kết không? Nói chị đi chị, em chia sẻ xong đi rồi em cam kết. Khả năng của chị đó, chứ em có làm được gì đâu mà cam kết chị. Đúng không ạ? À? Vậy bây giờ mình hỏi người ta là muốn phục hồi không? Câu này động trời lắm nghe. Giờ muốn không? Muốn hả? Giờ muốn không? Bây giờ mình vẽ bốn chữ bàn ra. Giờ chị nè, muốn đúng không? Vậy chị về chị. Hôm nay nếu cái thói quen của chị là đang bị cái lưng, chị về chị ngồi đúng tư thế cho em cái. Rồi sau đó cuối cùng là chị đưa dinh dưỡng vô. Đúng không? Mà cái mình nói ê, thằng nào nó cũng ăn mà sao nó không hết. Dinh dưỡng là thức ăn đúng không? Vậy hồi đó giờ mỗi ngày ta cũng ăn mà sao nó không hết? Chị ơi chị, hồi xưa chị bình thường chị ăn nó bị thói quá rồi đó. Đúng không? Vậy bây giờ chị ăn đi chăng nữa bệnh nặng hơn chị, chứ chưa ai nói ăn còn phục hồi đó. Có phải vậy không? Vậy mình ăn đầy nhưng không đủ. Mình ăn cái gì? Mình ăn những gì ngoài chợ bán, và mình ăn những gì mình thích. Cuộc đời này mua cái gì mình thích dễ hơn mua những gì cơ thể cần. Đúng không ạ? Cho nên lúc khỏe thì thỏa mãn cái miệng, nhưng mà lúc bệnh phải biết cân bằng cơ thể.
Đó, cho nên cuộc đời này điều đau khổ nhất là ăn không được. Điều đau khổ lớn hơn là không được ăn. Đau như gì để đầy bài hỏi rằng ăn đường lên mà đường lên là lên đường. Thay nghiên cứu rồi ngửi đường không lên. đúng rồi. Vậy cái chúng ta đang cần không phải là đúng chi đây. Cái chúng ta cần là cân bằng dinh dưỡng cơ thể, đúng không ạ? Cho nên khi mình đưa ăn cứ ăn đi, nhưng nếu mình đưa những chất mà cái chỗ hư nó đang còn vô thì chính thức bắt đầu cho phục hồi. Đó chính là giá trị của dinh dưỡng, đúng không ạ? Vậy thì phục hồi được không? Tôi có phục hồi được không? Được không? Rồi một cảm tay cho được được. Rồi sao không đưa vô bệnh viện đi, đúng không? Trời đất ơi trời, cái vụ này nó tế nhị lắm luôn nè, mình có nên nói không? Nói đi. Cảm ơn bệnh viện, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn thuốc tây, nhưng điều trị dựa vào triệu chứng, phục hồi dựa vào vận hành toàn diện. Vậy hãy thông cảm, người ta đang học điều trị bệnh chứ người ta không học phục hồi. Mà bệnh này nó phải gắn với chữ thuốc, mà tự nhiên nói về dinh dưỡng thì người ta có chịu không? Ta chịu không? Tự nhiên cái đi nói về cái bóc người ta đưa vô mà, đúng không ạ? Và nói thật, cái này nói cho nhỏ, trong bệnh viện mà ai được vô cái khoa y tế dự phòng là bị đài tiên bắt đọa. Đúng không ạ? Vì nơi đó thời điểm này chắc chắn sau này sẽ khác, nhưng thời điểm này cái nơi đó chưa phát huy được giá trị của cái phòng này, đúng không ạ? Và người dân mình chưa có quan tâm nhiều đến việc chủ động phòng bệnh mà gọi là thụ động điều trị thôi, đúng không ạ? Nó sao hết từng giai đoạn các chị, từng giai đoạn. Giống như trước dịch, thằng cái dịch là một biến cố cả em muốn cả, dịch là một mất mát, dịch là một cái việc làm tổn kinh tế. Nhưng những người còn lại nâng qua một cái gốc xoay mới, đó là ý thức sức khỏe nhiều hơn. Có để ý không? Thông qua dịch cái nói trời sức khỏe quan trọng nha, bệnh chết chứ không phải dở cái trời. Nhưng mà trước kia không có dịch thì lại khác. Cho nên dịch là một biến cố, nhưng mà thông qua dịch thì bắt đầu xoay trở cái, nó nâng cái nhận thức xã hội nhiều hơn, đúng không ạ? Rồi, như vậy đó chính là giá trị của cái bệnh thoái hóa. Thoái hóa gì cũng vậy, cái gì chỉ cần nhắm vô là được rồi. Bây giờ chỉ qua cái bệnh tự miễn không lây nè. Rồi, xóa bạn. Ok. Rồi, như vậy thì sao tùm lum như vậy? Sao mà thoái hóa rồi tự miễn không lây? Sao tùm lum gì? Đúng không? Vậy thì con người có bao nhiêu bệnh? Nhiều đi chăng? Rồi các chị, rồi con người có bao nhiêu bệnh các chị? Trong một buổi học, ông thầy nói chuyện hay quá, có đứa học sinh nói thầy nói chuyện hay quá, thầy cho con hỏi người có bao nhiêu bệnh như thầy? Em các chị, con người có bao nhiêu bệnh? Không trả lời được. Thì ông thầy ông thấy người học trò mình thân thiện quá, ông mới nói là con hãy đếm lá gừng, gừng bao nhiêu lá thì người bao nhiêu bệnh. Thấy dữ không? Cái thấy học trò thất vọng có thể nói không? Hôm nay con người có ba bệnh thôi con. Ba bệnh. Nói về xã hội thì con người có ba bệnh. Bệnh 1, bệnh 2, bệnh 3. Nói về cơ thể con người thì cơ thể con người cũng chỉ có ba bệnh mà thôi. Ba nhóm bệnh mà thôi, các chị không biết cái này là thứ dữ luôn đó. Rồi ba bệnh là gì? Thân bệnh, cái người ta tốn tiền rất nhiều để điều trị, đó chính là thân bệnh. Rồi hôm nay thân bệnh, cái thứ ba đó là nghiệp bệnh. Nghiệp không phải là nghiệp, không phải khẩu nghiệp gì đâu nha. Đó là thói quen, thầy chỉ nói một điều là gì?
cần phải nói cho tôi biết cái gì bệnh gì, chỉ cần nói thói quen tôi sẽ nói cái gì có nguy cơ bệnh gì trong tương lai. Làm trong đông lạnh có nguy cơ bị viêm son, làm ở quân giáp thì có nguy cơ bị xương khớp, đúng không ạ? Nếu làm ở cái vị trí ngồi nhiều có nguy cơ bệnh của lưng, của xương khớp. Vậy đây chính là nghiệp bệnh, hay gọi là công việc thói quen tạo nên bệnh tật. Và câu này thì thầy của Chí mới kể thêm một câu là gì? Đừng mong cuộc đời này không bệnh, chỉ mong bệnh có giải pháp để phục hồi. Có nhiều người nhậu không? Nhậu. Cái gì gặp người ta kêu bỏ nhậu đi, bỏ nhậu đi. Cái gì biết người ta nhậu vì cái gì không? Không nhậu không có hoạt động, đúng không ạ? Hỡi những người đàn ông đang rất là hy sinh cho gia đình, nhậu lên bờ xuống cụ cũng phải nhậu, đúng không? Các chị dành cho các một chặt tay. Miền Tây mà không nhậu là làm gì không được. Trời đất ơi trời, nó ngộ lắm. Lúc nhậu nói chuyện linh lắm, còn không nhậu nói chuyện không có linh. Các chị tin không? Như vậy khi mà các anh đi nhậu về đó, các chị đừng có la. Người ta nhậu lên bào xuống tụ mệt gần chết đi nhà. Giờ này cũng dễ. Tối ngày ăn nhậu cơ mà bỏ vợ cũng bớt. Không phải. Các chị đi nhậu đi, các chị mới thương. Thiệt. Các chị đi bình thường tỉnh vậy nè, đi nó đường hành băng mà lúc đi nhậu về đường mới sớm gốc từ đường bên trong. Thiệt đó các chị, bữa nào các chị nhậu vô nó sớm đường nó vô duyên như trời. Nó vừa công mà nó còn huynh đảo nữa chứ. Đúng không? Như nên bây giờ các anh đi nhậu về, các chị phải đám anh tiền tròn, cái chuyện đồng tròn vậy mà anh còn dám làm. Khích lệ được không? Nhưng mà đừng khích lệ nhậu hoài với anh. Vì sao? Vì nhậu hoài thì khả năng bị bệnh gan. Đúng không ạ? Và đây chính là gì? Có nhiều người tiểu đường, các chị đường 300 mấy. Chính anh sao nhậu hoài vậy? Ngày xưa Chí không có kinh nghiệm nha, là Chí đang đi khỏi nhậu đi. Nhưng ngày nay có kinh nghiệm thì Chí hỏi anh ơi vì sao nhậu vậy? Anh nói nếu không nhậu là không có công trình, nếu không nhậu là không có khách hàng, đúng không ạ? Bởi vì nhưng mà nhậu thì sinh ra bệnh gan, đó là làm tới ông này bị bệnh đó. Rồi sau đó ông này bị bệnh thì cuối cùng là mới nghĩ đi trị bệnh, thì số tiền kiếm được chị không hết bệnh, các chị tin không? Và cái bệnh cái này đầu tiên đó chính là tâm bệnh. Rồi tâm bệnh là gì? Tâm bệnh là cái mà nãy chứ nói với chị đọc. Đó là một người mắc trong bệnh ung thư, điều trị xong hết rồi, xong hết rồi, ông bác sĩ cũng kỹ tính lắm. Trước khi về ông nói chị ung thư của chị ổn rồi nhưng mà chưa chắc hết hẳn đâu nha, coi chừng 6 tháng sau nó tái đó, cho nên nhớ coi là phát định kỳ nha. Rồi bây giờ về nè, người ta lại thăm nè, người nói sao? Chị khỏe chưa? Bác sĩ nói 6 tháng sau khỏe rồi, chừng bị ung thư nữa. Ông bác sĩ nói rõ ràng mà. Rồi người thứ nhất, thôi chị gán nha, gán thì chứ thấy mấy ung thư là chết hết rồi đó, người chị bà lại cũng hết. Người thứ hai quay lại hỏi chị sao rồi, nói bác sĩ nói cũng chưa ổn chị ơi, 6 tháng sau quay được ung thư nữa đó. Rồi nói mãi 6 tháng sau bệnh không vậy, cái thân nó chưa bệnh mà cái đầu nó bệnh rồi, đúng không ạ? Và cuộc đời này cái bệnh này nó ít mà cái bệnh này nó nhiều thật đó. Cho nên Chí rất là cảm ơn những lớp ở đây để giúp chúng ta buông bỏ và nghĩ đúng, nuôi dưỡng lại cái tinh thần của chúng ta đúng, và chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời này. Quá chất tốt không? Tốt không? Quá chất là sao mà tốt? Nhưng mà cái chị đi ra nước ngoài đi, cái đi ra ngoài châu Âu ăn đi, nó dở ẹt luôn đó. Chí nói một điều gì? Nếu mà hưởng thụ ẩm thực phải về Việt Nam, đầu tay ăn dở ẹt hả? Đúng rồi. Đi 3 ngày là nhớ canh chua, cá ngô kho đồng, cá đồng, cá kêu đồng kho lồi. Có bệnh ăn cao lương bị gì cho nó đã, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Chừng nào về Việt Nam. Đặng ăn, nếu ăn
số 1. Các chị tin không? Nhưng chỉ có hóa chất thôi à, kể có gì đâu. Đây, đây, đây các chị. Không làm sạch được nguyên liệu thì mình làm sạch cơ thể. Được không, được không? Nè, cái miếng thịt gà nó có hóa chất không? Không rồi nhé. Hóa chất nó kèm theo miếng thịt gà. Trời đất cái vậy? Đúng không? Miếng thịt heo không có hóa chất anh em, đừng đối thủ hay tội nghiệp đó. Miếng thịt heo không có chất nè. Hóa chất nó đang kèm theo miếng thịt heo. Được không, được không? Cây rau dền, cây rau đai không có hóa chất, chỉ có hóa chất nó kèm theo cây gao thôi. Yêu thương cây gao, đừng có đổ thừa cây gao tội nghiệp đó. Hiểu vấn đề không ta? Hiểu vấn đề không? Cây gao nó có hóa chất, trời ơi trời. Rồi, để đi ăn không? Trời ơi, ăn vô cầm cái miếng thịt gà lên, không ăn này ung thư nha. Sao tuyệt vời đau khổ vậy trời? Ăn thịt gà bình thường, hưởng thụ, trời ơi trời, đúng không? Nhưng sau đó mình mới nói là gì, bây giờ tôi ăn ngon rồi nè, làm sao thấy lấy quá chất kia giùm tôi. Được, được không? Lấy quá chất kia, miếng thịt gà không có đổi, hưởng thụ cuộc đời này không đổi, lấy quá chất kia thì mới phải mạnh. Được không, được không? Vậy một câu hỏi đặt ra là ông nào lấy cái quá chất tiền thì miếng thịt heo báo cho tôi kêu ông lấy giùm tôi là xong. Dễ không, dễ không? Ừ, cho nên cái chuyện cuộc đời phải hưởng thụ chứ trời. Cái gì cái chết khó coi chứ là chết gì không? Chết thèm. Trời ơi, trời ơi, đi nghe. Thấy những con chim cải nó miếng đi qua đi lại về tối nó mất ngủ không được, thấy chưa? Phải chi mà nhiều ăn miếng nước chiên tối nay ngủ ngon, ăn không được, mất ngủ không, sao bệnh mất ngủ. Dương nhiên. Được không, được không, được không? Rồi, rồi, được không? Bây giờ xin tôi nhớ nha. Nói rồi lấy thịt gà, thịt heo, rau, trái cây không lỗi. Cái lỗi là quá chất nó đi theo. Mình lấy nó ra coi như xong. Được chưa, được chưa, dễ dàng không? Trời đất ơi, cái suy nghĩ mình tốt, cái là thoải mái rồi, dành cho mình nè. Trời đất ơi, chia sẻ hoài như mình luôn. Rồi, bây giờ bệnh tình miễn không lây là những bệnh nào nè, được kê thử nè. Rồi, ba cái bệnh này chỉ nói luôn. Ba bệnh này chỉ nói luôn. Một, rồi viết cái ba bệnh này đưa đi treo giống đây là cái gì? Ba bệnh của cơ thể chỉ có ba nhóm bệnh thôi. Mỗi đến đây tìm cho chí giải pháp của ba nhóm bệnh này là xong. Số 1, số 2, số 3. Nhóm bệnh đầu tiên là bệnh của biến tính. Biến tính là gì? Biến tính là tế bào biến tính. Bệnh thứ hai là cái bệnh nhóm tự miễn không lây. Và cái nhóm bệnh thứ ba đó là bệnh tổn thương. Và ông này là ông nhiều nhất đó. Trong cơ thể này, về xã hội ông có ba bệnh này, về cơ thể có ba nhóm bệnh này. Bệnh biến tính nó sẽ sinh ra bệnh bị tế bào tổn thương nè, tế bào tổn thương mà không tiêu diệt thì nó sinh ra biến tính, mà biến tính mà không kiểm soát nó sẽ sinh ra u, mà u nó sẽ lành với ác. Lành, lành là gì? U cổ, nhân sơ u nang, u nang tiết sợi. Các chị thấy có số người bú thần kinh không, nổi đầy mình á, cục 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 luôn đó. Vậy người đó được gọi là u thần kinh. Nhưng mà u này là u lành. Nhưng nếu trong một môi trường ô nhiễm lâu ngày nó chuyển qua ca. Thứ hai đó là ca, đó là biến tính. Còn nó nằm chỗ nào thì kệ đó. Người đó lên đầu ơi, em bị tiến giáp nó có khác gì với chỉ không? Như giáo. Tại vì chưa có ai mà cái khối u nó mọc trong đường ruột mà gọi là tiến giáp cả. Đúng không? Nó chẳng qua là khối u lành kèm theo một cái tên của cơ quan nội tạng. Kệ đó, nó là khối u lành hết. Nếu như giải pháp của bác sĩ sẽ cắt đó. Đúng không ạ?
Còn giải pháp của cơ thể, các chị cô lập nó đi, các chị làm toàn bộ cơ thể nó sạch đi, chị nó cô lập đó là một đống rác thôi. Một đống rác trời, đống cái trời cuộc đời cái ngộ. Nguyên cơ thể chà bá vậy nè. Đạo ơi, nhân sơ có chết hơn rồi nè. Trời vô duyên, cả cơ thể ông vô tâm trời nó xíu rồi. Đẹp quá, sức khỏe toàn bộ đi, yêu thương nó đi. Thì tất cả những cái hormone enzyme, bởi vì suy nghĩ tích cực thì sẽ cô lập được nó, thì kiểm soát được nó thôi. Đúng không ạ? Nhưng cuộc đời đâu dễ hả? Ta suy nghĩ tiêu cực không? Đúng không? Các chị suy nghĩ tiêu cực là nuôi đó nha nè. Uống cổ nè. Đi đám ma, các chị tin là cổ nó phù ra đâu. Có để ý không? Ai bị uống cổ đi đám ma là nó to lên đó. Tại vì môi trường đó là môi trường âm tính. Vậy âm tính bên ngoài mà nó tác động cỡ đó thì suy nghĩ tiêu cực thì ở đâu? Nó ở trong luôn đó, nó to hơn. Thì suy nghĩ tích cực một cái là thoải mái rồi. Đời một lần suy nghĩ, tại sao suy nghĩ tiêu cực cho đời đau khổ? Suy nghĩ tích cực những cái đi, để nuôi dưỡng nó, kiểm soát được nó. Được không? Rồi ông này chỉ đành chỉ sửa ông này. Rồi tổn thương, vậy bây giờ nè, thoái hóa là gọi đến tổn thương. Thở bên tim cận á, cận diễn loạn. Cận là bệnh, cận diễn loạn là bệnh hay tổn thương? Ba tháng trước cận có một độ, nhưng mà sau đó thức khuya, tập trung làm việc, chơi game, trong cái thiếu ánh sáng, cái chịu tin ba tháng nó lên độ không? Lên không? Như vậy bệnh hay tổn thương? Tổn thương. Trời ơi, trên hôm trước có người bị cận 5 độ, uống omega 3, bữa trước rồi bữa sau bỏ kiếp luôn. Có ăn thấy được. Thì nhân thì trời. Phục hồi cho anh chị. Bỏ kiếp là được, chẳng có ăn thấy được thôi. Còn muốn phục hồi được thì tự tử. Được không? Rồi, phải trong cơ thể mình chỉ có 3 nhóm này thôi. Nhóm này là nhiều nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói nhóm này, đó là tự miễn không lây. Được không? Mai mốt vô học nhóm này cái, sau đó ông này cái, thì coi như là mình hiểu được cơ thể rồi. Mục tiêu của mình ở đây là hiểu cơ thể. Đúng không? Bữa nay mình nói nhóm thứ hai, bệnh tự miễn không lây làm sao để khỏe. Ok không? Rồi số bản xử. Rồi vợ dọn lớn đi. Dọn lớn chứ nhiều cái bơi. Rồi những bệnh nào thấy ông hàng xóm kế bên bệnh nè, tự nghĩ không đây nha. Bệnh chàm thấy không? Chàm là sao? Trên đầu nổi được cục vậy đó. Rồi vẫy nến là sao? Đừng có chọc mấy người vẫy nến nha. Chọc là người ta lấy dao, người ta chọi mình đó. Rồi bệnh gì nữa? Bệnh tổ đĩa, bệnh da gắn, lupus ban đỏ. Đây, cái này là cả một cơ thể sẽ bị đỏ, nó nổi bệnh đỏ đầy luôn. Bệnh nặng nhất của bệnh này và khó chịu nhất đó là viêm đa khớp dạng thấp. Cái này là cái đau khổ nhất bởi vì nó nhức hàng đêm và nó nguy cơ bị biến dạng khớp. Rồi đây được gọi là biểu hiện. Rồi, hồi sáng chỉ nói biểu hiện này, bác sĩ nói sao? Ngày xưa, cách đây khoảng 3 năm, ngành y thấy tất cả bệnh này là nói bệnh da liễu nha. Và mình, tại vì sao? Bệnh này biểu hiện ở đâu? Biểu hiện ở đâu? Ở da. Thử máu, có bị gì không? Đi khám, tổng quát toàn bộ nội tạng có gì không? Vậy cái lượng nóng da, bán thuốc sức vừa hết nó mọc chỗ khác, đúng không? Vậy chứ bây giờ vậy chứ sao giờ? Bây giờ là khám buồng gan phèo khỏi bình thường hết, bác sĩ kết luận là chưa phát hiện mọi hết luôn. Vậy thì bây giờ chỉ đâu? Hiện bây giờ luôn nè, ai đang vậy đến hiện giờ luôn, đi khám toàn bộ cơ thể bệnh gì chứ? Tin không?
bệnh gì chứ, gan bình thường, tim bình thường, phổi bình thường, máu bình thường, chỉ có duy nhất đau đớn mà da. Rồi bệnh này bác sĩ nói gì? 3K. 3K là gì? Câu đầu tiên không phải, phải nói đúng. Câu đầu tiên là không lây, không chết và không hết. Không chết và không hết tức là bệnh nó chết nó cũng chưa hết. Các chị nói đại số tiền đi, tôi chuẩn bị tôi trị một phát chứ cái gì đâu mà trị hết tiền còn bệnh không hết vậy trời. Đau khổ nhất của cuộc đời không phải là số tiền kiếm được bao nhiêu, mà đau khổ nhất tất cả số tiền kiếm trở nên vô nghĩa bởi vì không có ngày hết, đúng không ạ? Nhiều nó vẫn có con số, đúng không ạ? Nếu hôm nay tôi thay cái nó 30 triệu, nó vẫn biết 30 triệu, nó khai nó thay 150, nó vẫn có 150 triệu. Cái quan trọng là bao nhiêu triệu cũng không hết, nó ghê chứ cậu, cái ghê không? Và nói thật với các anh chị, nhà mình có một người bệnh bảy nến, gia đình vui không? Vui không? Không ai vui cả. Cả gia đình tập trung hết cái số tiền kiếm được đi trị bệnh cho người này đó. Chỉ đi chỉ với Toàn, chỉ với Toàn Bạc Liêu gặp một người anh Nguyễn. Anh Nguyễn, anh là một người rất giàu ở Bạc Liêu. Rất giàu. Và sau đó anh mới nói một điều là anh bệnh này các chị, anh rất giàu. Và anh đi ra tới nước ngoài để trị bệnh này luôn. Anh nói nơi nào mà có bác sĩ trị về da, về thần kinh, về cái gì mà nghe nói bác sĩ là đi. Các chị biết là gì? Kiếm bệnh viện lớn nhất, kiếm bác sĩ có bằng cấp tốt nhất. Các chị thấy ghê không? Vậy thì bây giờ ông có bằng cấp tốt nhất, ông muốn nói gì? Ông cũng nói 3K, đúng không? Cuộc đời này chớn chiêu, chỗ thì nói không hết, thì đi kiếm hoài, chỗ nói hết không chịu trị, vô duyên gì đó, đúng không? Rồi sau đó chứ gặp chiến xong thì chứ nói anh, em hỗ trợ hết, anh trả nhiêu tiền? Các anh chị biết anh nói câu gì không? Anh nói tôi chỉ 8 năm rồi, bác sĩ giỏi nhất Việt Nam còn hết, bác bệnh viện mà nhất lớn nhất Việt Nam còn hết, là sao mà chỉ không trả hết? Nói kệ, em có trả hết, giờ anh chỉ không hết rồi đúng không? Bao nhiêu tiền của bác, 200 triệu không hết rồi không? Giờ nếu em chỉ hết trả nhiêu tiền không có giá chứ trời, không lấy kinh nghiệm không đồng bạc cho nổi. Đúng không? Cao nói câu là bao nhiêu tiền cũng được. Các chị có muốn lưu ý câu này nghe, câu này nguy hiểm lắm, giờ tới giờ có mòn đâu. Rồi sau đó chứ nói một điều là gì? Anh hôm nay khoa mà nói hết hay không? Anh nghe em nói cả. Nếu một ngày em nói hết anh không tin. Nếu em nói không hết ngồi đây chi, đúng không? Vậy thì nghe em anh nói cái, nếu được anh em mình tiếp tục đó. Ok rồi, ok rồi, tiếp tục cả. Đây là chính là nhưng mà chỉ chia sẻ với người anh đó. Và người anh nói bây giờ là bao lâu rồi còn này? 5 rưỡi. 2 tháng mấy là đã cải thiện đáng kể. Bây giờ 5 rưỡi là anh cải thiện gần như là hoàn toàn. Chính được. Cái giàu có của ảnh so với cái chi phí đi hỗ trợ bệnh này không nhiêu tiền, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nhất, cái tâm của người đi hỗ trợ sức khỏe nó không nằm ở số tiền người ta đầu tư, mà quan trọng là có kết quả hay không. Có kết quả hay không cái điều quan trọng. Rồi các chị tiếp nè. Rồi tất cả ông này đều là biểu hiện. Rồi 3K rồi đúng không? Rồi, như vậy còn câu hỏi đặt ra nè. Vậy cái này là đang bị tổn thương. Tổn thương ở đâu? Ở da, ở khớp. Như vậy còn câu hỏi đặt ra là ai làm nó tổn thương? Gan. Không, gan, gan không làm tổn thương được người ở một số vị trí khác. Ai nói đúng tặng, trời đất ơi trời, gần sáng giờ muốn kiếm lý do tặng hoài, gần chết luôn không ai luôn nè. Thôi giờ khoan giờ chỉ hỏi người mới tin nè. Thường các chị làm sao để biết được người mới hay người cũ? Người mới thường gương mặt dễ thương, người cũ gương mặt ác.
Dạ, 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 rất là biết biết, nhìn mới nhìn đủ anh này đó, anh đẹp trai mình chứ, đúng không? Anh mới thấy được đầu đó. Rồi bây giờ anh cho hỏi lại nè. Cái da của mình sẽ thấy được đó là biểu hiện bị tổn thương. Vậy bộ phận nào trong cơ thể làm nó tổn thương? Trả lời đúng, đối này luôn vậy đó. Ê, nhất là chia hai cái thân. Dạ. Cái miệng. Rồi anh nói ăn mà hại thân. Ủa chị cuộc đời có người ăn đâu hại thân đâu. Đúng không anh? Ủa vậy hai người của cuộc đời này nghiên cứu là ai cũng ăn chứ đó. Nhưng mà có người tỉnh người không à. Vậy cái miệng nó cũng là một nguyên nhân nhưng nó chưa phải là tất cả. Rồi người mới đi, chị đi, chị em thích chị được cái mà dễ thương đó, mới tới lần đầu nha. Chị thích chị là cơ quan nội tạng nào? Máu. Rồi ok rồi, dành cho hai chị chảo tay này cùng lo một chút. Rồi đó là hệ miễn dịch. Rồi như vậy hệ miễn dịch sao nó gẫm nó gì, nó đi làm tổn thương da anh chị, nó bị lỗi và nó nghĩ rằng cái da này là tế bào lạ cho nên nó bị tiêu diệt, cho nên khi mà nó bị bong chóc xong cái mình mua thuốc mình sức nó làm, lúc uống thuốc thì nó hết, lúc hết thuốc nó mọc lại, có để ý không, có để ý không? Như vậy hoặc là sức ngay chỗ này, thoa thuốc chỗ này nó hết, chỗ khác nó mọc ra. Rồi bắt đầu nó có đốm thôi, nhưng sau đó nó lan dần ra, nó to dần và nó đi cả một cơ thể. Và cái người đó khi nào mà thể trạng người đó càng yếu thì cái bệnh nó càng tăng trưởng mạnh. Có đi không? Rồi, như vậy bây giờ nè, do ở hệ miễn dịch. Vậy thì ngày hôm nay một câu hỏi đặt ra là gì? Vậy thì hệ miễn dịch mình đang sống ở đâu? Đừng trả lời sống cơ thể cái trời. Hả? Rồi, toàn bộ hệ miễn dịch mình đang nhúng mình trong máu. Vậy thì hôm nay hệ miễn dịch đang bị lỗi. Con cá nó sống trong môi trường nước ô nhiễm thì có nguy cơ con cá bị rẻ, đúng không ạ? Nhưng mình bắt nó ra khỏi cái môi trường đó thì nó sẽ bị hết rẻ ngay. Vậy hệ miễn dịch bị lỗi, nhận diện ông này là tế bào lạ cho nên tấn công hoài, cho nên ông này ổng nhúng trong máu, cho nên hôm nay khi máu của mình bị dơ thì làm nè các chị, máu dơ nó sẽ làm cho lục phủ ngũ tạng có khả năng bị tổn thương. Nhưng hôm nay khi máu dơ nó làm cho tế bào biến tích, nó làm cho cơ thể bị ca thì sao, thì bệnh ung thư. Nó làm cho gan yếu thì sao, diễn nổi về đây. Được chưa? Chẳng qua máu dơ nó làm cái ông đầu tiên bị lỗi là hệ miễn dịch cho nên sẽ chữa bệnh này. Nhưng hãy thông cảm cho ngành y. Chút xíu sẽ nói tại sao thông cảm ngành y rồi. Như vậy máu của tại sao ngành y không chịu lấy ra làm cho máu sạch đi? Không có định nghĩa máu sạch. Vậy thì nhận ra cái gì? Máu dơ là gì? Một là độ pH. Nó là nghiêng về acid, nghe thầy quên không? Cái thứ hai là độc tố trong thức ăn làm cho máu dơ. Đó là máu dơ theo cái nghĩa của Tây y. Đúng không ạ? Rồi lấy máu ra lọc cát xong. Được không? Cuộc đời đâu dễ ăn gì đâu. Vậy thì bây giờ ông nào lọc máu? Ông nào? Thận lọc máu. Ông gan và ông thận. À, như vậy sao gan thận không lọc máu đi? Không phải không lọc mà bởi vì nó vượt khả năng lọc của gan. Vượt khả năng lọc của thận. Cho nên hôm nay lọc không được cho nên máu này bị dơ. Máu dơ làm cho nội tạng bị tổn thương, bị sai sót,
Nhưng với cái biểu hiện của bệnh này thì cái ông sai sót đầu tiên là cái ông này, cho nên nó sinh ra bệnh này. Nếu ai sai sót về tế bào thì sinh ra ung thư. Nếu ai sai sót về những cái biểu hiện của gan thì nó sẽ sinh ra những nỗi mề đai, đúng không ạ? Nhưng cái ông này, ông sai sót hệ miễn dịch, ông hệ miễn dịch lỗi đầu tiên, cho nên ông làm tổn thương da ngoài ngũ quan, làm cho da là một trong những ông ngũ quan làm cho da bị tổn thương. Mà da tổn thương thì mình phải đi chỉ chứ, trời đau đớn quá thì chỉ, giờ chỉ ở đâu nè, bị da chỉ ở đâu hả? Có khám này miễn dịch có gì không? Bình thường. Khám ông này bình thường, khám ông này bình thường, khám này bình thường, chỉ cái gì? Chỉ da, ngồi quốc ba ca, đúng không? Chứ giờ sao? Đúng rồi, rồi bây giờ nè, vậy bây giờ ông này ông quá tải này nè, các chị biết là gì? Cái bài xưa mà ra chính thức đó, ngày xưa tất cả mọi thứ đều tự nhiên, cho nên dinh dưỡng rất là giàu, dinh dưỡng từ đất, cho nên con vật, cái cây nó đủ dinh dưỡng, cho nên mình ăn con này con nọ, mình ăn cây cho nên mình đủ chất dinh dưỡng đầy đủ, nhưng quá chất rất ít, có để ý không? Như vậy cái lượng dinh dưỡng đầy đủ đó cộng với quá chất ít làm cho gan, làm cho thận khả năng làm tốt, ăn no mà làm việc ít nè, làm cho gan, làm cho thận ăn no mà làm việc ít. Ngày xưa nha, ngày xưa ăn no là việc ít không? Ngày nay ăn thiếu mà làm việc nhiều, có để ý không? Cũng là những cái nguyên liệu đó, nhưng bây giờ ăn thiếu nhưng mà phải làm việc nhiều, cho nên nó bị quá khả năng. Mà nó quá khả năng thì nó làm không được, thì ông này bị dơ, ông này bị dơ thì bị lỗ. Vậy bây giờ nè, vậy một câu hỏi đặt ra, nếu các chị có toàn quyền quyết định để hỗ trợ bạn này, các chị sẽ làm gì? Làm gì? Uống dinh dưỡng cả hai sinh quốc liền gì? Sao thấy là có danh số liền luôn gì? Nếu uống dinh dưỡng hết thì trời đất ơi, trời công ty nó giàu dữ lắm rồi nghe. Nhớ nè, các anh chị đừng tập trung vào dinh dưỡng. Cái chúng ta cần với nhau cả đời là một cơ thể khỏe mạnh, chứ không phải tập trung dinh dưỡng. Lớp này không bán dinh dưỡng đâu, lớp này trao nhau kiến thức để vận hành một cơ thể khỏe mạnh, chứ không phải tập trung bán dinh dưỡng. Theo các chị chỉ cần dùng không? Ôi trời đất ơi trời, với danh sách này cũng cần bảo trợ chứ, cũng cần bảo dưỡng chứ bộ, đúng không? Bởi vì hôm nay chúng ta gặp nhau, nhưng mà chỉ sống cả đời cơ thể này mà, chỉ cần một cơ thể khỏe mạnh không? Và nó chính là cái bảo dưỡng chứ đó trời, đúng không ạ? Cái chị vui lắm, chị đi chia sẻ, chị lên hỗ trợ giúp, cái hỗ trợ Cần Thơ, có đứa em mời hỗ trợ bị xương khớp, cái lên nói chuyện, cái người chị bên kia chỉ mò lò lời trước, chị nói dạ, chị nói là dạ em chào chị, nó thôi năm nay tôi lớn tuổi rồi, cho nên xin nghe cô cháu đi đến dạ, con chào cô, cái nó nói hỏi cái cô tên gì vậy cô, cái hỏi năm nay là cô nhiêu tuổi à, năm nay tôi 44 rồi, nó dạ năm nay con 47 chị không nói gì thì cái nó thôi giờ uống gì đi mẹ đi chứ nói gì được. Tại vì thật ra không sao đâu, mình thông cảm cho người ta. Tại vì mình có bảo dưỡng, người ta không có bảo dưỡng thì phải khác nhau chứ, đúng không ạ? Mình biết cách cân bằng, mình biết cách chỉnh sửa, người ta chỉ biết cách làm tổn thương, thì hai cơ thể phải khác nhau. Cho nên chị không trách mà chị thương chị nhiều. Tại vì chị kiếm được tiền, nhưng không ai chịu cho chị cách biết kiếm sức khỏe, cho nên đời đau khổ. Đúng rồi, quay lại đây. Quay lại đây. Đúng rồi. Rồi, như vậy việc đầu tiên là hôm nay khi cơ thể chúng ta đang bình thường thì sao cũng được. Nhưng nếu chúng ta đang rơi trong cái này thì việc đầu tiên là đoạn trừ ráp vô cái này. Tức là sao? Cái ráp của thức ăn là hạn chế, bình thường ăn sao cũng được. Bình thường ăn sao cũng được. Nhưng khi đã bậy nến thì hạn chế này, bởi vì sao? Mình đưa ông này vô thì ông này bị quá tải,
Bởi vì tất cả thức ăn đều phải đưa qua ông đi ăn thận. Vậy thì ông này ông đang bị quá tải thì ông này ông đâu có sạch được. Đúng không ạ? Việc đầu tiên là mình phải giảm áp lực ông này. Cái chuyện có tin đó là gì? Cái chuyện đừng có ăn nữa, cái đưa chủ thời gian vô là nó sạch chơi luôn. Tin không? Chỉ có duy nhất không ăn nó chết thôi. Đúng không? Vậy thì ăn, nhưng mà ăn có chọn lọc được không? Nếu hôm nay đang bệnh ít nè, các chị hãy lưu ý mình chỉ một cái này. Ai đang bị dị ứng nổi mề đay? Bây giờ cái này nhiều nha. Ai đang dị ứng nổi mề đay mà gãi liên tục một vị trí, gãi hoài một thời gian sau nó chuyển mình bị nấm nha. Lưu ý này nha. Lưu ý này nha. Vì sao? Vì khi bị dị ứng nổi mề đay tức là đang bị quá tải khả năng đào thải độc tố ở gan. Đó là biểu hiện đang quá tải khả năng đào thải độc tố ở gan. Nhưng mà mình không quan tâm, mình nói là mình đã uống thuốc chống dị ứng cái hết muối rồi cái thôi. Nhưng nếu mình vẫn có quen cũ, mình ăn vào ông này nhiều quá và lặp đi lặp lại cái ngứa này thì nó sẽ sinh ra bệnh này. Lưu ý cái này nha. Nhớ dị ứng nổi mề đay là sửa này liền nha, làm sạch cơ thể ngay nha. Còn nếu không là nó chỉ qua bệnh bên kia đó. Rồi như vậy yếu tố đầu tiên là phải giảm trừ ông này, đó là giảm rác. Vậy một câu hỏi đặt ra là hàng ngày tôi có ăn rác không? Tôi ăn thịt nướng thôi mà, đúng không? Tôi ăn đồ chiên thôi mà, đâu đồ chiên có thể anh có thể gọi là kiểm soát được không? Tôi thì không rồi đó. Rồi ăn đồ chiên ngon không? Mức độ ngon nè: nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ luộc. Mức độ ngon chúng ta thể hiện từ mức độ đầu. Thỏa mãn cái miệng thì hại cái thân, đúng không ạ? Vậy việc đầu tiên mình muốn, bây giờ một câu hỏi đặt ra là không đúng sai. Không ai nói rằng tôi ăn thịt nướng là sai. Chỉ hỏi muốn cái gì? Muốn hết bệnh này không? Muốn không? Giảm rác nha. Vậy rượu bia giảm, đồ nướng, đồ chiên, đồ xào giảm, ăn được đồ hấp, đồ luộc dự trí ta. Rồi nếu ai nặng quá, ai mà quá nặng rồi thì chỉ phải phiên người đó ăn thịt dưỡng. Ưu điểm của ăn thịt dưỡng là ăn sạch, khuyết điểm ăn thịt dưỡng là thiếu chất. Vậy khi mình ăn thịt dưỡng vô để đủ được chất tinh bột nhưng nó thiếu quá nhiều chất dinh dưỡng bù vô, lấy dinh dưỡng bù những chất kia. Bởi vì chúng ta đang cần một cơ thể sạch, chúng ta đang cần một cơ thể cân bằng trở lại, đúng không ạ? Cái axit này hay cái độ pH này được gọi là độc tố trong máu. Vậy mình phải hạn chế rác là đầu tiên, sau đó cải thiện ông này, cân bằng được ông này. Khi cân bằng được ông này thì ông này sẽ sửa được ông này, và khi sửa được ông này thì tổn thương sẽ hết, chính thức hết bệnh vệ nên. Được không? Vậy bây giờ làm sao sửa được ông này? Hạn chế nguyên liệu, hạn chế rớt vô đầu tiên. Cái thứ hai, ngủ đúng giờ dùm chí. Không ngủ đúng giờ sao sửa? Thứ ba, thể dục để đào thải độc tố, phụ dinh dưỡng chứ giao hết dinh dưỡng gì trời. Thể dục cho đào thải độc tố, rồi sau đó đưa cái dinh dưỡng nào tốt cho gan là đưa vô. Nhớ nè, trong ba cái này, cái đầu tiên là ông này. Hôm nay có những người năm sáu bệnh luôn. Vậy thì bây giờ vừa tiểu đường, vừa suy thận, vừa mất ngủ, vừa chỉ, vừa bốn, vừa có loạn tiền đình, hỏi hỗ trợ cái nào? Thầy có chỉ ba bệnh trở xuống thì tìm cách ba bệnh trở lên quả thiêu. Nhiều quá. Hỗ trợ cái gì? Tập trung hỗ trợ máu. Hỗ trợ máu, hỗ trợ tiêu hóa, tạo máu, hỗ trợ tiêu hóa để làm gì? Để ngủ được. Tại vì máu đủ mới ngủ được, tiêu hóa tốt mới xử lý ra được. Và sau đó bao tử tốt, gan tốt thì thức ăn đưa vô mới xử được. Ông
này tốt, cái gì tốt cho gan đưa vô, cái gì tốt cho thận đưa vô, màu đen tốt cho thận, dinh dưỡng nào tốt cho thận đưa vô rồi. Muốn vệ sinh được dòng sông, việc đầu tiên phải đủ nước, đúng không ạ? Muốn lấy rác của dòng sông, việc đầu tiên phải đủ nước. Cho nên muốn cân bằng được máu, việc đầu tiên phải tạo máu. Tạo máu đủ xong thì ông này ông mới phát huy được cái trò lọc được chứ trời, đúng không ạ? Cho nên dinh dưỡng ưu tiên ai? Ưu tiên máu, ưu tiên tiêu hóa. Nếu bao tử người này bình thường thì thôi, nếu bao tử người này yếu thì cải thiện bao tử cái. Rồi lưu ý ghi chú dùng chí, vitamin C là axit chlorhydric. Mặc dù axit hữu cơ nhưng đau bao tử mà đưa xe vô là bị xót xa, cho nên không đưa xe vô nếu người đó đau bao tử nha. Vậy thì ngày hôm nay thật sự là gì? C của mình là sạch nhưng nó cũng là axit, đó là axit chlorhydric. Vậy khi bao tử đang viêm lết mình đưa xe vô là tăng hàm lượng axit, bao tử xót xa người ta không chịu được. Cho nên mặc dù người này đang rất cần C, nhưng nếu đau bao tử rút C ra. Nếu khoan hãy nói bị nến gì cả, tiêu hóa còn chưa xong ở đó bị nến cái gì, đúng không ạ? Ngủ còn chưa xong ở đó bị nến cái gì. Cho nên phải ngủ được, tiêu hóa tốt thì mới cải thiện được ông này. Cả nhà mình hiểu ý chứ không? Vì thuốc là chỉ triệu chứng, còn nếu hôm nay nói về phục hồi thì phải vận hành toàn diện. Mà vận hành toàn diện thì phải quan tâm tới máu và tiêu hóa. Mà liên quan tới máu là phải liên quan tới ngủ, liên quan tới tiêu hóa là phải bao tử, lá gan và đại tràng. Vậy thì hai cái đường này phải tốt cho chiến trước cái đã, rồi sau đó cân bằng được cái ông này cái. Mà muốn cân bằng được ông này, muốn làm sạch ông này thì ông này phải đủ. Hiểu ý này chưa? Mình đang vận hành toàn bộ mà. Thì khi ông này đưa dinh dưỡng vô ông này khỏe, ba ông này khỏe, mặc nhiên ông này cũng được sửa. Mà ông này sửa thì ông nghỉ tiêu diệt ông này thì mình phải nết hết. Được không? Ok không? Rồi mình chào hôm nay cho vậy đó. Rồi bây giờ là 4:30, đúng không? Rồi hôm nay còn một chương trình khuyến mãi dành cho người mới nữa. Đó là những anh chị người mới với một lực lượng chuyên viên ủng hộ này sẽ ngồi lại trao đổi, giúp chúng ta hiểu được cơ thể từng người một, cái giải pháp như thế nào. Các chị hẹn rồi. Trước khi kết thúc, đây là câu chuyện Chí luôn luôn là hành trang, và Chí xin trao tặng cho những anh chị lần đầu tới. Đây là câu chuyện mà luôn nhắc nhớ Chí các anh chị. Đó là có hai vợ chồng sống với nhau rất là cơ hàn, và cưới nhau rồi thì rất là nghèo, nhưng bắt đầu chịu khó làm ăn. Thì làm ăn một thời gian sau có tiền, thì cái người chồng nói là thôi em tập trung lo cho chăm sóc gia đình, chăm sóc con đi, còn việc kiếm tiền thì để cho anh. Thì bắt đầu cái người chồng đi ra ngoài kiếm tiền thì vô tình có thêm 3 người vợ nữa, tổng cộng là có 4 người vợ. Thì cái người chồng này quan tâm người vợ thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhưng mà bỏ bê người vợ thứ nhất. Nhưng mà người vợ thứ nhất là người vợ cần mẫn, thiệt thà và chăm chỉ. Cho nên bắt đầu cứ lo cho việc gia đình rất tốt. Thì thời gian sau thì người vợ thứ nhất ra đi. Khi người vợ thứ nhất ra đi rồi thì khi đi khám thì người chồng chỉ còn 15 ngày nữa ra đi rồi. Và 13 ngày trôi qua, còn 2 ngày nữa ra đi thì người chồng mới đi gặp người vợ thứ tư, mới nói em, anh nỗ lực cái đời thì em, nhưng hôm nay còn 2 ngày nó ra đi rồi, em hãy cùng anh đi được hay không? Thì người vợ thứ tư nói không được, em không thể nào cùng anh đi được. Nhưng mà anh yên tâm, nếu anh ra đi rồi em sẽ tôn vinh anh trong những đại hội long trọng, cho nên yên tâm ra đi. Thì người này rất là hụt hẫng, nó lại còn nỗ lực cả đời thì người này mà tại sao nói như vậy. Và bắt đầu đi gặp người vợ thứ ba, nói đi chen, người vợ thứ ba nói không được, em không anh cùng anh đi được. Nhưng mà anh yên tâm, nếu anh có ra đi rồi thì em sẽ lo cho anh đầy đủ như bữa cơm chay. Bắt đầu rất là hụt hẫng và đi gặp người vợ thứ hai cũng nói y chang như vậy. Và người vợ thứ hai nói em không đi cùng anh được, không được, nhưng nếu anh ra đi rồi thì em sẽ đi tới người. À buồn không?
buồn. Và cái ngày đó trôi qua còn một ngày duy nhất đi gặp cái người bạn thân nhất của nó bạn. Ngày mai tôi ra đi rồi thì người bạn thân nhất thì bạn thì nhắc được không tiếp nhanh không? Người chồng nói là hối tiếc thì không, chỉ có một lời nhắn nhủ với bạn, đó là trong lúc sống tôi có bốn người vợ, người vợ thứ tư của tôi đó chính là danh vọng. Nỗ lực cả đời cho danh vọng, nhưng dữ lắm rồi, tôi ra đi rồi, dữ lắm tôn vinh trong những đại hội long trọng mà thôi. Người vợ thứ ba của tôi đó là tiền tài, nỗ lực cả đời kiếm tiền, nhưng ra đi rồi, dữ lắm lo những bữa cơm chay mà thôi. Người vợ thứ hai của tôi đó là bạn bè, ngoài danh vọng, ngoài tiền bạc thì thời gian còn lại dành cho bạn bè, nhưng nếu ra đi rồi, dữ lắm đưa tới nghĩa thì đâu mà thôi. Người vợ thứ nhất của tôi đó là sức khỏe của tôi. Trong lúc sống tôi đi lo bạn bè, danh vọng, tiền bạc, quên đi sức khỏe. Nhưng hôm nay tôi ra đi rồi, khi sức khỏe đi rồi thì cũng không còn gì. Cho nên một lời nhắn nhủ với bạn, đó là nỗ lực vì cái gì cũng được, nhưng hãy quan tâm sức khỏe của mình. Cảm ơn, cảm ơn ông Trường Quân, chủ nhiệm Cần Thơ, cảm ơn thầy cô Trung Thơ, cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một chương trình rất là ý nghĩa. Cảm ơn các em đã cùng chia sẻ, cảm ơn những em đã hỗ trợ chương trình để có chương trình ngày hôm nay. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp chúng ta hiểu được cơ thể nhiều hơn, giúp chúng ta vận hành được để có cơ thể khỏe mạnh và giúp những người thân yêu của mình khỏe mạnh. Chúc các chị cho cuộc sống hạnh phúc và thành công. Xin chào, kính chào. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.